Lý do ăn lẩu dễ bị đau bụng và ngộ độc. Món lẩu phổ biến ngoài hàng quán thường sử dụng rất nhiều nguyên liệu như rau, nấm, á, thịt, hải sản, thực phẩm đông lạnh trôi nổi, thậm chí nguyên liệu chế biến nước dùng cho dậy vị cũng không rõ nguồn gốc. Việc bảo quản và chế biến không đúng cách có thể khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập, gây ngộ độc cho người dùng. Các món lẩu đều do người dùng tự nấu, nếu nấu chưa chín có khả năng chứa vi khuẩn, virus và gây ngộ độc thực phẩm. Thêm nữa, trên bàn ăn, khi để thực phẩm sống và chín cạnh nhau dễ tăng nguy cơ lây nhiễm chéo, thực phẩm nấu chín có thể ô nhiễm qua tiếp xúc với thực phẩm sống. Các mầm bệnh phổ biến thường có trong thực phẩm sống hoặc chưa nấu chín gồm vi khuẩn Salmonella, vi khuẩn Listeria, vi khuẩn Campylobacter hay virus viêm gan E.